Hạ viện Mỹ vào ngày 20 tháng 4 đã thông qua bốn dự luật về viện trợ nước ngoài, gồm gói viện trợ dành cho Ukraine, Israel, Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và dự luật trừng phạt Iran. Theo đó, Mỹ sẽ dành gần 61 tỷ đô la Mỹ để viện trợ Ukraine, 26 tỷ đô la Mỹ cho Israel, hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, trong đó có Đài Loan. Các dự luật này sẽ được tổng hợp thành một dự luật và gửi tới thượng viện để bỏ phiếu. Lãnh đạo đa số thượng viện Chuck Schumer cho biết, thượng viện sẽ bắt đầu bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 4 tới. Giới quan sát nhận định thượng viện Mỹ sẽ nhanh chóng thông qua và chuyển tới tổng thống Joe Biden để ký thành luật. Hôm qua, hạ viện Mỹ cũng thông qua dự luật xây dựng lại thịnh vượng và cơ hội kinh tế cho Ukraine, gọi tắt là REPO. Dự luật mở đường cho chính phủ Mỹ tịch thu các tài sản đóng băng của Nga và chuyển cho Ukraine để hỗ trợ tái thiết đất nước. Mỹ và các nước phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga, trong đó Washington chỉ nắm giữ khoảng 6 tỷ đô la Mỹ. Gần đây, Washington đã vận động các đồng minh tịch thu tài sản đóng băng của Nga bất chấp cảnh báo của Moscow. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua hoan nghênh Hạ viện đã thông qua gói viện trợ mới dành cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Ông nói rằng gói viện trợ nước ngoài này phát đi thông điệp rõ ràng về vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Ông Biden nói: Hôm nay các thành viên của cả hai đảng tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ lợi ích an ninh quốc gia của chúng ta và gửi đi một thông điệp rõ ràng về sức mạnh lãnh đạo của Mỹ trên trường thế giới. Ở thời điểm quan trọng này, họ đã cùng nhau đáp lại tiếng gọi của lịch sử thông qua luật an ninh quốc gia cần thiết mà tôi đã đấu tranh trong nhiều tháng. Chủ nhân Nhà Trắng nhấn mạnh, tôi kêu gọi Thượng viện nhanh chóng thông qua dự luật để tôi có thể ký ban hành luật và chúng ta nhanh chóng gửi vũ khí và thiết bị đến Ukraine để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp trên chiến trường của họ. Động thái của Hạ viện được cho là sẽ phá vỡ thế bê tắc nhiều tháng qua ở Quốc hội Mỹ, vốn khiến hoạt động viện trợ Ukraine bị đình trệ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảm ơn Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ mới gần 61 tỷ đô la Mỹ cho nước này ông nói dự luật viện trợ quan trọng được hạ viện thông qua hôm nay sẽ ngăn xung đột lan rộng cứu sống hàng nghìn hàng nghìn sinh mạng và giúp cả hai quốc gia chúng ta trở nên hùng mạnh hơn nhà lãnh đạo ukraine cho biết thêm đây là gói viện trợ vô cùng quan trọng đối với những người lính của chúng tôi ở tiền tuyến cũng như với các thành phố làng mạc của chúng tôi đang hứng chịu lan sóng tấn công của nga trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ chỉ khiến thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng. Ông cũng tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá nếu tịch thu tài sản của Nga. Ông Peskov cho biết Moscow không đặt ra giới hạn thời gian cho việc đáp trả các hành động của Washington và nói thêm rằng Nga sẽ điều chỉnh phản ứng của mình để phục vụ lợi ích quốc gia theo cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, ông không đều rõ các biện pháp mà Moscow có thể dùng để đáp trả cùng ngày người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cảnh báo gói viện trợ mới của mỹ sẽ làm trầm trọng hơn các cuộc khủng hoảng trên thế giới bà zakharova lập luận viện trợ quân sự mà mỹ dành cho ukraine israel và đài loan sẽ làm trầm trọng thêm các cuộc khủng hoảng toàn cầu viện trợ quân sự ukraine là hỗ trợ tài chính trực tiếp cho hoạt động khủng bố viện trợ cho đài loan là can thiệp vào công việc nội bộ của trung quốc và viện trợ cho israel là con đường trực tiếp dẫn tới sự leo thang chưa từng có trong khu vực Ukraine cho biết Nga đã dự trữ tên lửa hành trình Jerkon ở Crimea và Moscow có thể sử dụng loại tên lửa này để tấn công Kiev trong vòng vài phút. Nga tuyên bố Jerkon có thể đạt tốc độ nhanh gấp 9 lần âm thanh 10.621 km h và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới hơn 1.000 km. Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tên lửa này lần đầu tiên trong cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 2 và lần thứ hai được cho là diễn ra vào ngày 25 tháng 3. Natalia Gumeniuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam Ukraine cho biết rằng Nga có vài chục tên lửa như vậy được dự trữ tại các trung tâm quân sự như Crimea, theo hãng tin United 24 Media của Ukraine. Bà nói thêm, họ có thể tiếp tục các cuộc tấn công, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu vào thủ đô. Hãng tin United 24 đã đăng tải một bản đồ ước tính thời gian Jokon có thể tấn công các mục tiêu trên khắp Ukraine nếu nó được phóng đi từ Crimea. Theo đó, Jokon có thể tấn công Kiev chỉ trong 6 phút, Zaporizhia trong 3,3 phút, Odessa trong 2,6 phút, Kharkov trong 5,5 phút và Sumy trong 6,1 phút. Ukraine thừa nhận Zircon không phải là tên lửa dễ bắn hạ, nên Ukraine khó bảo vệ toàn bộ lãnh thổ trước tên lửa này. Tuy nhiên, Ukraine cho rằng việc đánh chặn Zircon không phải là bất khả thi. Hồi tháng 3, người phát ngôn lực lượng không quân Ilya Jetblad cho biết Ukraine có hệ thống phòng không có khả năng bắn hạ tên lửa hành trình siêu vượt âm 3M22 Zircon của Nga. Theo ông Jeff Glass, tốc độ của tên lửa Jircon vào khoảng Mach 8-9. Tuy nhiên, quan chức này nói rằng khi đi vào quỹ đạo tấn công, Jircon giảm tốc độ xuống khoảng Mach 4,5, gấp 4,5 lần tốc độ âm thanh. Ông cho biết, tại thời điểm này, chúng tôi có thể sử dụng các hệ thống chống đạn đạo của mình. Đây là Samte Patriot, có thể gây sát thương mạnh và bắn hạ ngay cả những loại vũ khí như vậy. Nga trước đó cho biết tên lửa Jirkon được đưa vào biên chế của quân đội nước này vào đầu năm 2023. Trong một bài phát biểu năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhắc tới Jirkon là một trong những hệ thống chiến lược có thể đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương và đảm bảo khả năng đáp trả của Nga. Với những tính năng vượt trội, Jirkon được xem là tên lửa không thể cản phá trước các tổ hợp phòng không hiện tại. Sputnik, trích dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong ngày 18 tháng 4, binh lính Nga cũng phá hủy hai bệ phóng có đèn radar và bộ phận dẫn đường của hệ thống tên lửa phòng không S-300, kho đạn của lực lượng tác chiến Ukraine ở Donetsk, cũng như các kho vũ khí và nhiên liệu của Lữ đoàn Bảo vệ lãnh thổ số 101 của Kiev. Quân Nga cũng khẳng định đã gây thiệt hại cho binh lính và thiết bị quân sự của đối phương ở 126 khu vực. Trong đó, họ đã khiến Kiev mất tới 590 binh sĩ ở vùng miền đông Donetsk. Trong 24 giờ qua, các lực lượng Moscow cũng đẩy lùi bảy cuộc phản công của Ukraine ở vùng lân cận Abkhazia, hai cuộc phản công theo hướng Kyivians, một cuộc phản công ở khu vực Donetsk và một cuộc phản công khác ở vùng Kherson. Kiev hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía nga công bố. Hãng thông tấn quốc gia Ukraine Farm của Ukraine dẫn lời Trung tướng Naza Volosin, phát ngôn viên của nhóm tác chiến Kotycia, đánh giá quân Nga đang tập trung nỗ lực tiến tới các khu định cư Klitschipka, Kalinipka và Chasipya ở vùng miền đông Donetsk. Theo ông Volosin, Chasipya nằm ở vị trí thuận lợi nên việc giành quyền kiểm soát thị trấn này sẽ đồng nghĩa một bước đột phá nhất định ở tiền tuyến Bắc Mớt đối với các lực lượng Moscow ông Volosin nói quân đội nga đã cố gắng thâu tóm chasipia trong nhiều ngày họ không quan tâm đến tổn thất về nhân lực và trang thiết bị một số lượng đáng kể khí tài của nga đã bị phá hủy trong quá trình tiếp cận chasipia các hãng thông tấn quốc tế thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập các phát biểu nói trên Kirill Budanov, giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng giới lãnh đạo quân sự nước này có kế hoạch nhằm giảm tiềm năng quân sự của Nga, đồng thời cho biết ông kỳ vọng rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ liên bang Nga sẽ tiếp diễn. Theo đó, trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post, ông Budanov tuyên bố, chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch nhằm giảm thiểu tiềm năng của Nga. Nó bao gồm rất nhiều khía cạnh như ngành công nghiệp quân sự, các mục tiêu quân sự quan trọng như sân bay, các trạm chỉ huy và kiểm soát của họ, Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine cũng nói rằng sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới của các tình nguyện viên người Nga ủng hộ Kiev bên trong lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, gọi tắt là DIO. Ông cũng nói về nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Budanov nhấn mạnh rằng mục đích của các cuộc tấn công này là để chứng tỏ rằng tổng thống Putin không thể bảo vệ người dân khỏi cuộc chiến đã lan vào lãnh thổ Nga. Khi bạn đang ngồi ở Saint Petersburg và chỉ xem chiến tranh trên TV, bạn sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mọi người sẽ bắt đầu lo lắng khi một số cơ sở bị tấn công gần nhà họ, ông Budanov lưu ý. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, thực chất những quả đạn do tên lửa phòng không S-300 của Nga bắn ra để tiêu diệt máy bay không người lái Ukraine chính là yếu tố gây ra sự tàn phá và thiệt hại chứ không phải máy bay không người lái của Ukraine trên thực tế thiệt hại do những tên lửa phòng không đó gây ra cao hơn rất nhiều so với thiệt hại mà máy bay không người lái có thể gây ra ông budanov tuyên bố khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của ukraine vào lãnh thổ nga có tiếp tục hay không budanov trả lời tôi hy vọng sẽ tiếp tục